Rồi, chào cả anh em. Nay về lô hàng pin đẹp đẹp không anh em nha, đời cao tùm lum tà la hết nha. Đấy, Bana, Banix rồi Hitachi rồi Makita rồi tùm lum tà la ha. 18, 14 gì tùm lum hết á. 18 qua 14 qua tùm lum hết á. Rồi. Tiếp nói chương trình. Đầu tiên cái gặp cái nào quốc cái đó thôi ha. Rồi, cưa 18 qua Makita. Lưỡi liếc, lưỡi rin luôn, lưỡi Makita luôn, lưỡi đa năng nha. Sắt gỗ nhôm đồng chơi tốt. Lưỡi 165. Vỏ pin này anh em người có sạc thì kích lại thử nha. Có trong này có một mớ pin xài được á, có mình tặng để bỏ kèm cho anh em luôn. Đây này pin 10.8 anh tiếp. 18V anh em nha. Ngoại hình là không tập quyền nha. Đó, xếp xéo 45 độ đầy đủ hết. Đấy. Rồi lưỡi đầu bài bản hết nha. Thân máy vỏ pin 18V Makita. Đó. Ngoại hình đẹp. 80-90%. Chưa vệ sinh nó được dày rồi anh em nha. Đó. Còn này là thước đo. Nha. Đó, xếp xéo 45 độ đầy đủ hết. Rồi năng hạ thì tầm lum đầy đủ. Rồi. Thân máy vỏ pin. Vỏ pin này anh em kề cả sạc anh em kích thử nha. Mình mới tin rồi mà. Rồi, mình tặng lựa pin để xài gia đình được là mình ưa lấy lắm. Bởi vì để có tặng cho anh em. Pin mà cứ giật bắn gia đình vậy đó được là ok. Rồi, cây này để anh em mua giá 700. Thân máy vỏ pin. Số 1. 18 qua. Makita. Số 1 ưu tiên gia chuyển khoản nha. Chuyển khoản cá hàng. Rồi anh em ship code thì anh em nhắn là tôi lấy cây số đó tôi ship code. Cái nào nặng thì mình tính đặt cọc cho anh em mà mua thiện chí mua à. Rồi số 1 rồi giá em nói ra đi là 700. Thân máy vỏ pin. Rồi số 2 là nguyên bộ pin này à. Pin này là mình không có sạc nhưng mà cầm tốt anh em nha, cầm tốt nên mình tặng thôi, mình cũng là để thân máy vỏ pin cho anh em nha. Cái này cao, vỏ cao thắng. Này là 12V, cưa 12V nha. Này nó mẻ cái này nè. À, lưỡi cắt sắt đa năng trong này luôn. À, mẻ này một xíu mà không ảnh hưởng nè. Đâu ảnh hưởng gì đâu nha. Đầy đủ hết. Rồi, 12V. Một cây. Bên này không cầm bằng bên kia đâu. Rồi. Hai máy, bán combo hai máy. Đây là hàng đỉnh anh em nha, anh em chuyển vô Long Quốc được. Cái này là đời 6600 nè nha. Rồi. Hai cây, đó thân máy vỏ pin, đó, bộ này không sạc nha. Pin thì cầm xài gia đình ok nha. Đó, rồi hai máy để anh em với tổng thiệt hại là 850. Ưu tiên gia chuyển khoản. Cây này là đỉnh anh em nha. Cây này anh em mở áo quýt ok đó. Rồi hai cây 850 là bộ số 2, combo số 2. $850.000. Anh em có sạc anh em bỏ vô nha, số 2. Còn anh em mua sạc thì alo mình 100.000 cái. Rồi, số 3. Là cây này là Makita 18V nhưng mà test pin 14V anh em nha. Thân máy vỏ pin. Đó, cấp được. Hai cấp tốc độ. Nó là giơ cờ thiếu điều tốc anh em nha. 18V. Hàng xuất Mỹ. Này là chữ Mỹ dưới này nè nha. Đó, chữ Mỹ dưới này. Còn cái này là US thì đây tùm lum rồi la. XFD01 nha. XFD01. Này là 18V chứ không phải là 14V, mà pin 14V. 18V nè, anh em thấy không? Đó. À, mà cái đầu này nó kẹt nha. Nó dơ cờ thiếu điều tốc. Đó. Rồi mình tặng cho anh em cái đầu này, đầu rin của nó luôn. Nha, cái đầu này đầu rin của nó luôn, cũng là nó hết. Anh em giờ mở ốc trong giờ là quốc thôi, đầu này không có kẹt. Cái gì nó kẹt mình thấy cái giá trị nó cao mình tìm cái đầu anh em. Test lại cho anh em xem. Thắng ok.
Đó, cái đầu nó kẹt, anh em giờ xịt 7 được được rồi, anh em mở ốc trong ra thay cái đầu vô nha. Rồi. Đèn đó ok hết. 18V rồi. À, giá nó ra đi vậy nha, thân máy và tặng thêm cái đầu. Nếu anh em mà R7 không được thì anh em thay cái đầu này, đầu đinh của nó luôn á nha. Rồi. Nó là hai chức năng không có búa nha. Rồi 18V rồi 600. Đợt số 3. Nhà hàng của mình ưu tiên ai chuyển khoản, chuyển khoản thì mình bao ship rồi, ship code anh em tự trả tiền ship. Nhưng mà ưu tiên ra chuyển khoản là tiền anh em đi trước thì anh em mà được hàng trước. Rồi số 3. 600. Giá 600. Rồi tặng thêm cái đầu kho. Rồi. Số 4 là một cưa 15V6, thân máy vỏ pin. 15V6 nha, lưỡi rồi bài bản. EZ3530. Lưỡi này lưỡi 125 ạ. Lớn anh em nha. Rồi. 125 130 gì đó. Rồi test máy. Thắng. Rồi, nặng nút là chưa chặt máy. Rồi. Thân máy giả pin. Đó. 15V6 thân máy giả pin. Để rẻ cho anh em luôn. Nha. 550 thôi. Để rẻ cho anh em 550 thôi. Lưỡi đẹp anh em nha, nhưng mà nó đen đen anh em bây giờ cắt dài đường là hết à. Đó. Rồi. Đây là cái số máy. Số 4. Số 4, 15V6. Rồi, giá em đã 550. Rồi. Cây này là cây số 5 là Hitachi. Coi anh không coi cái nào ấy được nha. Cái nào còn lộn hàng lại lấy lại giùm nha. Này là 14V Hitachi. Rồi. Cái này là pin còn mặt zin pin zin trong này anh em nha. Anh em về coi cái có thể anh em thay xe anh em xài mặt zin pin zin còn này. Nên mình test cho anh em xem để anh em dễ mua. Cộng ghi cộng rồi, trừ rồi. Ha, cộng trừ ghi rồi. Thắng, đảo chiều. Điều tóc nè. Đó, rồi đèn đóm nè. Đèn báo pin nè. Đó, pin này yếu à. Pin này 12V à. Đầu đẹp cứng ngắc luôn. Anh em phải tự vệ sinh nha. Mình không vệ sinh vào chiếc kia đó. Dạo này tình hình Cuba nó hơi căng thẳng. Cho nên vệ sinh vào đồ nó không, mình không vệ sinh được. Ha. Nó hơi căng thẳng thì chút. Đó. Đó. Nó hơi sần sùi chút. Ha. Căn bản nó là như vậy nha. Cuba đồ dạo này khủng bố nhiều quá ha. Soviet rồi nữa. Dân lành rồi làm ăn không được. Ghen ăn tức ở rồi ha. Rồi. Đây là cái số 5. Số 5. Không có rách rời nha. Cầu su nó trầy trầy thôi cho nó bị bể mẻ. Rồi thân máy vỏ pin. Pin zin mặt zin còn riêng trong này. Rồi. Để anh em với giá 6,5 thôi. Quá nhẹ nha. Số 5. Rồi. Số 6 là Makita. Makita này 12V, thân máy và vỏ pin. Điều tóc. Thắng, đảo chiều. Pin muốn hết à. Cái cò này, cái lẫy này mình làm lại cho anh em nha. Cho bữa nó là gãy cái lẫy rồi. Rồi. Thân máy giả pin. Để anh em với giá 3,5. Số 6. Số
số 6 3 5 rưỡi. Rồi. Số 7. Mấy cái này là hoạt động ok hết nha anh em nha, 7548. Hàng này không có pin test. Giờ đáng mù cho anh em nha. À, pin này ở cục này cục cổ hiệp mà phải không? Cổ hiệp. Mình có. Rồi. Mình bán cho anh em cặp này nha. Cái này đầu không kẹt là 7441, đầu không kẹt nha. Đó. Rồi. Cái này có giả pin, còn pin zin mà chi trong này. Đó. Mà dòng này mình mua về khó bị chết lắm, chết là bản lỗi anh em thấy rồi nha. Mình mua về khó chết lắm. Mình kiểm tra đầu đồ thông cơ. Rồi. Đó, đầy đủ hết nha, 2 cấp, 3 cấp. Rồi. À, combo 14.4 anh em nha. Có thang, Panasonic, một cây vít trượt và một cây bana. Rồi bán mù, một cái có vỏ pin, cái không có vỏ pin. Rồi. Bán mù cho anh em luôn. Rồi, 2 cây 850. Dòng này khá chết lắm. Nhưng mà có những cây là mình sùng sống mà mình quên cây nào mình cũng bỏ lộn đây nè. Hồi bữa còn ế cây 2 cây vậy. Số 7 850. Số 7 650. Là 2 cây nha anh em nha. 850 chứ. Là 850 cho quên lộn. 850 anh em nha. Số 7 hả? Ừ. Rồi. Đầu không có kẹt anh em nha, đầu khoan không có kẹt, đầu vít ok, đầu không có lắc lướt liếc vậy đó. 2 cây 850. Rồi, cái này màu đỏ. Đó, đầu cũng đẹp luôn nha. Hơi cứng nè. Đó. Rồi. 2 cây này. Này không kẹt luôn, đầu không kẹt luôn. Còn cấp trượt này hơi dặn dặn, hơi cứng cứng nha. Cái này hơi cứng không? Này không có cứng. Rồi, hai cái này 800. Đó. Vậy đâu nha. Đó, không thử cái thiết gì đó. Bán mùi đó, nhưng mà khó chết lắm. Bán ngang giá bãi luôn cho anh em á. Đầu không kẹt. Số 8, số 8, 800. 800 hai cây. Đó, ưu tiên ra chuyển khoản. Hàng này khó chết, hồi xưa giờ mua mấy hàng này khó chết lắm. Bana, dòng bana nè. Rồi. Cây cây này để anh em với giá là Panasonic 7441. Bán mù luôn, đầu không có kẹt. Rồi. Thân máy 3,5. Đầu không có kẹt anh em nha, số 9. 3,5, gắn cho nó đi luôn. Số 10. Nhà hơi cứng. Rồi. À, Panasonic 7548. Rồi cái này để cho anh em trượt rồi còn nhẹ nha, nha. Đó. Rồi. Đầu rồi đẹp luôn. Rồi 4,5. Thằng máy không vỏ. Số 10. Anh em đừng hỏi sống chết nha, mình bán ngu rồi nha. Mình bán cái giá này. Rồi sống là mình test trên màn hình là không có giá này được. Rồi. Số 10. 4,5. Số 10, 4,5. Rồi mini. Không biết sống chết. Là dòng này nó có gì đâu, có motor không rồi, có gì đâu mà sống chết gì. Rồi 2 cây 2,5 luôn. Nhanh luôn. Số 11. 11, 2 cây 2,5. Ta đi cho nhanh luôn anh em nha. Rồi. Số 12. Số 12 là để này đi. Rồi. 9.6. Này là 6281. Pin này cầm tốt. Cứng lắm. Giữ được đâu. Cấp trượt mới giữ được. Không sạc. Đó, nhưng mà mình không có bao pin bao biết gì đó. Mình bán thân máy vỏ pin chủ yếu tặng không vậy thôi, chứ không có gọi là tính pin cầm, pin không cầm vậy đó anh em nha. Rồi, 280.000 thân máy vỏ pin. Nè, này còn ở nhà ok đó. Mình cặp mình thấy nó còn cầm mà mình đã tặng cho anh em. Anh em khoảng không đóng pin, để pin zin xài, pin Nhật xài. Số 12. Số 12, 28.
chuyển khoản vẫn bao ship như thường. Rồi số 13 mới bắn nãy giờ nè, pin cầm là không bao nha. Từ tóc thắng đã chiêu tặng luôn cái bít nhật luôn, đầu không lắc, hai cấp. Rồi cây này gì vệ sinh motor nha anh em nha, motor nó dơ nó bốc khói nha, nó dính nhớt với nhau đó. Nào bốc khói nè, nhìn nè, hai cấp tốc độ nè, đó cấp trượt nè, đó bốc khói đó, giờ hết nè, nó dơ thôi ha. Nó dơ là nó dính nhớt dính đồ vô cái thang, cái nó làm cho tạo ra một cái độ nóng và nó bốc khói nó giờ hết nè. Bởi vì mình kinh nghiệm mình bán hàng mình biết cho mình không có lừa anh em nha. Nó bốc khói là tại sao nó bốc khói, lý do là nhớt nhau nó dính trong này á, nó tạo ra một cái đường dây dẫn, cái nó gặp than đá lửa là nó bốc khói, giờ hết rồi ha. Rồi để tặng biết cho anh em làm kỷ niệm, anh em ủng hộ nha. Bên này không có cầm, nó còn một nào cầm không? Anh em tự sạc nha. Rồi bán cho anh em cái sạc nữa, cái này có cái sạc mình bán sạc, còn không có thì thôi chấp nhận thôi. Rồi hai máy, một khoan một vít nha, một khoan một vít. Rồi cục sạc kia, cục sạc đó USB á, mình cục sạc nó sống. Rồi mình bán mình tặng cái cục sạc luôn đi cho anh em đi. Rồi thân máy vỏ pin, rồi thân máy vỏ pin hai cây, một con một vít nha anh em nha. Rồi em nói đi với giá là 7,5, cục sạc tặng luôn, cục sạc sống á, để anh em gì có làm ở nhà để vui. 13 7,5 ưu tiên ra chuyển khoản nha, chuyển khoản bao ship có anh em tự trả tiền ship. Rồi sáu sáu không không thắng đảo chiều, hàng đẹp. Rồi thân máy giỏ pin, giỏ pin nằm nhét được 6 xe hết anh em nha, nó không mà lỏng lẻo cục pin. Rồi em nói ra đây với giá là 280.000. Số 14 280.000, chuyển khoản vẫn bao ship như thường. Này Nationan em nha, AZT600 nha. Rồi Hitachi đầu tự khó, đầu kẹp 13 ly khoan. Thắng đảo chiều điều tốc, rồi hai cấp tốc độ. Cấp cược ok, đầu không kẹt anh em nha. Rồi thân máy không vỏ, rồi anh em mua vỏ thì alo mình bán trước kho thân máy nha. Rồi thân máy để anh em với giá là đầu tự khó, rồi 230.000 thân máy. Số 15 230k. Cõi nguồn quảng về cõi nguồn anh em nha. Rồi cây này độc tài vô vị luôn, cũng 12V, cây đó cũng 12V, cây này cũng 22V. Này từ khó luôn, vẫn pin cặp trượt, đầu tự khó luôn anh em nha, không kẹt nha. Đó. Rồi hai cấp tốc độ, đầu không có kẹt, nó không kẹt mà đầu kẹt nó kẹt. Rồi thân máy 250, Hitachi 12V, 1200 dòng. Rồi 250 thân máy, anh em mua vỏ pin thì 50.000 một vỏ. Số 16 16 250 thân máy,
17, cục pin Makita 36 V pin Li-ion mới tin nè, anh em vừa lấy xeo lấy đồ gì ạ? Rồi. Rồi, ba xị. 17. 17, anh em đọc đúng số cho mình nha. Đó, lần kêu là cái vỏ pin đó, tôi vỏ pin đó thôi mình chịu á. 17 300. 17 300. 18 Hitachi 14V4 còn pin zin mạch zin trong này, giá nó 200. Vỏ pin anh em phải nghe kỹ nha, vỏ pin chứ không phải là cục pin nha anh em nha. Đó, mà còn á thì được anh em xài, chứ mình nói trước để một thà đằng đâu một lần đâu còn không mang nhiều cây đắng nha. Số 18. Số 18 200. Giá cả là giá cả nguyên tắc thì vận chuyển khoảng bao ship. Rồi 6401 chỉnh lực ngắt cò. Dì tóc thắng đảo chiều hai cấp. Này cấp trượt. Ủa màn dữ à. Rồi đứng. Đó, à. Còn bóp cò chỉnh lực cái cò vẫn còn sống anh em nha. Nó chết mà sống nó sống. Rồi. Đầu không có kẹt. Rồi. 6401 chỉnh lực các cò còn sống. Rồi thân máy giả pin. Đáng thêm cái vít nữa. Cho nên đi cho nên rẻ luôn cho anh em luôn nha. Rồi. AJT 600. Rồi một con một vít một giỏ pin rồi rồi để anh em hai cây thế này 550 12V cả anh em nha, vỏ này nhét qua đây được, bên này nhét qua nào cũng được hết nha. 6401 chỉnh lực nó cao vẫn còn sống, máy phun chức năng hết, hai cây đều phun chức năng hết, có 550 thôi nha. 19 550. Ryobi. Ủa, pin này cũng cầm nè. Cầm yếu, anh em về tự kiếm sạc sạc nha. Rồi, rồi. Cái này cò, bán combo cho anh em luôn. Bị cò nha. Nè. Anh em về xin đi cò nha. Đảo chiều nè. Rồi. À, đây là cục pin này cũng còn nè, anh em về có sạc anh em cái sạc xài không được thì đóng pin mới, mình chỉ tặng thôi chứ mình không có cái gì hết đó. Rồi hai cây em nói đi với giá là 450. Cái này bị cò vì kẹp ắc quy hốt, còn không là sửa cái cò. Số 20. 20 450 quá rẻ bèo. Mười hai cây anh em nha, lộn một cây. Bộ nào để bộ nguyên đó anh em chỉ đọc cuốn số nha, chứ không anh em đừng cái chuyện tắt là mình không bán đâu nha. Rồi này 6401 luôn, chỉnh lực các cò đầu thì cứng à không kẹt anh em nha, đầu không có kẹt rít thôi, để xịt bảy vô. Đầu kẹt nó đầu kẹt, đầu không kẹt nó không kẹt. Ngon. Rồi chỉ được coi còn sống hay không. Nặng quá. Rồi vẫn còn sống. Rồi. Thân máy vỏ pin. Chơi cặp vít luôn. Vít 6501. Góc thắng tạo. Rồi cặp này để cho anh em với giá là 550 phun chức năng. Số 21.
Rồi. Số 21 là bên dưới. Cũng số 401 luôn. Ồ, bên này ngon nè. À. Rồi. Nhiều ngon nè, không có sạc, anh em tự kiếm sạc nha. Rồi chỉnh được cái cò coi. Ồ, vẫn còn ngon. Chỉnh được cái cò vẫn còn sống anh em nha. Hai cấp tốc độ. Điều tóc còn. Thắng hơi dơ cò. Rồi một cây. Pin này có khả thi nha. Nếu mình tặng, mình không có tính thêm thêm tiền lòng nào á. Anh em coi những clip cũ á, mình bán ra giá mình giá tặng, không có tính thêm lòng nào đó. Rồi vít góc. Cấp trượt cấp đô bài bản. Đảo chiều. Xây vít góc này nó là nó là 96 anh em nha. Đó. Đầu cứng ngắt không có rơ nha. Ừ, đầu nè. Đầu đẹp không? Rồi, này cũng là Tionan luôn. Bán combo hai này nha. Rồi hai này, cái này 96 vít góc. Anh em vô bên trượt làm Makita xài cũng được. Còn cái pin này thì đang sống nha. Rồi, hai cái này mình để cho anh em với giá là 6,5. Số 22, 6,5. 650. Hai cây. Rồi. Hai cây anh em nha. Cái này 6504. Ngoại hình hơi xấu nhưng mà nó khỏe để cho anh em đi làm việc. Điều tóc. Đảo chiều. Rồi ngon lành cành đào. Bán combo. Thằng này là vít 6507, 6505 gì đây nè. Tím tím màu tím tím nè. Cái vỏ nó là nó bị rách. Mình tháo ra mình lựa cái vỏ mà giờ gắn vô không được. Nó cắn cắn cái gì anh em có nghề nghiệp anh em tự ấy. Đó, mình bán nguyên cái xác đây nè. Ha. Đó. Cái vỏ nó bể mình lấy cái vỏ khác mình thay vô mà mình gắn vô nó cộm cạn nha. Đó. Ngoại hình thì anh em thấy không, motor rồi sáng trưng à nha. Các trượt cấp đồ còn đây nè. Đó, anh em về tự nghiên cứu. Rồi, cả hai cây combo này có quả pin, còn này không có. Rồi, này 6504, còn này là 6505 hay 6507 gì đó. Rồi, để anh em giá rẻ luôn, hai cây 5 xị luôn, bán lỗ vốn luôn. Cái kia sát nha, mình không bao biết gì đó. Đó, để nguyên nhưng mà đầy đủ ốc vít đủ phụ tùng, không có thiếu thốn nha. Mình đã kiểm tra rồi mà bỏ vô lại ông bịch đó. Từ cái chi tiết ốc nhỏ mà bỏ vô luôn. 23 5 xị. Rồi. 24 là Ryobi. Ryobi này 14.4 nha. Cái này là cái vỏ chụp vỏ bảo vệ chứ không phải là cái nắp trong anh em nha, cái búa trong nha. Đó, nó hơi răng nứt đó. Ngoại hình này đẹp. Hai cấp lô hy ngon lành hết á. Rồi test máy. Có cộng ở trừ nó sẵn rồi, anh em đi về là có pin bỏ vô là quất thôi. Này là 14.4. Chiều tóc đầy đủ, thắng đầy đủ. Hai cấp. Đèn đốm ở đây. Đây báo pin nè. Đó, đèn lên nè. Đó, rồi tắt đèn nè. Tắt bên này. Mở bên kia tắt bên này. Rồi. Hàng quá đẹp chuẩn luôn nha. Cái không có xấu xiết gì hết. Rồi. Em nó đi với giá là 4,5 luôn. Cho đi nhanh luôn. Số 24. Số 24. 450 ngàn.
4,5. Rồi, số 25 RYOB luôn, cộng trừ mình ghi rồi, cắm một cực anh em nha. Chiều tốt, thắng đảo chiều. Này cũng là màu hình sáng sủa, hả? Cao su đồ còn sạch sẽ, anh em tự nghiên cứu ra. Đầu hình, đầu ok, không có lắc liếc rồi nha, ngắt luôn. Chiều tốt, thắng đảo chiều ok. Đó. Rồi. Em đã đi với giá là 5 xị, thân máy. 25 năm xị. Cũng 14V. Cây này clip trước nè, nè nó bị răng cái vỏ nè, nó không ảnh hưởng nữa, người ta dán keo là bên Nhật người ta dán keo nè nha. Để lỗ luôn 3,5. Sống rồi. Phun luôn chứ đừng có sống. Thắng đã chưa? Đèn đóm, tắt đèn, 2 cấp, đầu đẹp, 3,5, đổ vốn luôn, sập nhà luôn, mình góp sang nhà khác, chơi luôn. 26. Rồi, 26, 3,5, đổ vốn luôn, chuyển quản nhậu như thường, sập nhà luôn. Rồi, RYOB. 14,4 đi bị trượt, 14,4 hết anh em nha. Chị tóc thắng đã chiều, đèn đóm đầy đủ rồi, thân máy 4,5. 27 4,5. Makita thang rồi, thang máy giả pin. Thắng còn. Giờ cò mất được tóc. Rồi, thân máy giả pin, lõi bán theo lõi, rồi 230,000 lỗ luôn. 230,000 là cây số 28. Rồi, cây số 29 cục pin bốt 24V nha, giả pin ra. Rồi, 2 xị, chứ không phải nói bốt nha, bốt bê tông á, bốt bê tông á. Giỏ pin không đuôi về xuất mẻ. Rồi, 22 phải không? 29 chứ? 29 200. Rồi. Cái này để lại. Rồi, 3 cái Nati 6402 chỉnh lực ngắt cờ. Cũng 12, đây cũng 12V luôn, tất cả 12V hết. Cái này là thằng đỉnh nha anh em nha. Thằng này là thằng 6705, này khó có lắm. Này sống nhưng mà chết đâu. Nhưng mà nó hơi lỗi gì đó, anh em về nó kẹt cơ thôi, không gì hết. Rồi test máy cho anh em xem. Bán combo 3 cái Nati luôn. Nè, lên. Đó, nó đẹp kẹt cơ, kẹt nhông trong đó thôi nha. Đó, đầu không kẹt, 2 cấp tốc độ. Đó. Một cây. Rồi, cây này là cây 6504. Nè, nghe tiếng nè. Đó, anh em thấy không? Chứng tỏ là cây này còn sống, là kẹt cơ. Anh em vừa vệ sinh cơ. 2 cây. Cây 6402. Rồi, cây này đuôi nha. Đầu không kẹt. Rồi, 3 cây. Đó, 3 cây xịn xịn không á nha. 550 tặng luôn vỏ pin 12V
Rồi 550. Bán sập nhà luôn, bán 30. Ông Năm thấy không? Đồ mà em hàng ông ta hàng hàng chết không à, đồ mi. 30. Rồi, 550.000. 3 cây 550. Đó, phải sập nhà chưa? Bán nhà không hiểu ra mặt tiền ở luôn á. Rồi, 12 won. Đầu không kẹt hơi rít. Ra được nữa, hai nữa. Rồi. Anh em này mua gì lấy motor, mua tiết gì đó là lấy. Rồi sát 150. 12 won. Đầu từ khó anh em nha. Đó. Đó. Đầu không kẹt đâu, nó ra do được, cởi ra không kẹt đâu. Rồi 150 bán sát. 31. Rồi 150.000. Rồi, anh em mua gì alo, có 31 mã số nha. Tất cả hàng mình đều có chức năng chuyển khoản bao ship, ship có các bạn tự trả tiền ship. Câu thằng chú mình như vậy. Rồi anh em mua gì thì alo. Giúp mình. Rồi, bye bye, see you again.